Này, cái chiếc cano 115. Đó là chiếc cano 115 nha mấy anh em. Chiếc để coi chiếc con quý được mấy mét nè. Ông cũng tính là cái xe không tới đâu, không tới 2m2 đâu. Đó là chạy cái 3 HP gửi đó nha mấy anh em, chào mọi người nha. Gửi lời chào, gửi lời chúc nha. Quý nó làm, nó chạy chơi, tự làm luôn, tự làm bằng composite. Chạy cái máy thì cái máy 4 thì cái máy 3 ngựa gửi. Mitsubishi. Còn đây là cái máy phát nè, phát cho em bé chạy chơi. Chiếc máy phát đó nó cũng tầm 2 thước đó, trước ngoài 2 thước. Đây còn chiếc bên đây là của lưng nha, lưng làm chạy. Cái này là cái Attila 125 nè, có đề luôn nha. Là chiếc của quý này cũng tự làm, đam mê rồi tự làm chơi, tự làm cái chiếc cano đó luôn, mua keo về gắt tự làm. Bữa trước là mình quay là chưa có sơn phết gì hết, chiếc này hôm đó là chưa có xong. Nó chạy thì chạy chơi mà. Đó, cái chiếc đó là cái chiếc máy phát mà cũng nói với mấy anh em lại giờ cái hộp số tới lui được nhưng mà đưa xuống nước chạy không nổi, mài cái chân vịt còn đâu bằng cái muỗng cà phê luôn đó mà chạy không nổi, nghĩa là cái hộp số nó nặng quá, cái máy phát kéo không nổi nha mấy anh em, coi như là thất bại. Mình nói gì đi, cái hộp số trên bờ thì chạy được đó, dừng được, ve được, nhưng mà đưa xuống nước nó kéo không nổi. Bây giờ chạy thẳng luôn, chạy bằng cái máy phát nhỏ. Đó, chiều chiều ở sông nước mà xuống chạy tới chạy lui chơi ngồi rồi tắm, bởi vì trẻ em ở miền sông nước nó cũng mau biết lỗi là vậy đó. Còn trẻ em ở thành phố thì mắc đưa đi vô mấy cái chỗ mà tập bơi rồi đó, còn ở đây khỏi. Ở đây có lúc nước ròng á, sát ở dưới luôn á. Ông nằm hiểu hai vòng đóng ăn chưa hết nữa kìa. Đứa này thì nó biết lỗi chơi rồi nha mấy anh em. Trẻ em ở trong nông thôn này là biết lội sớm lắm, tại vì sống miền sông nước mà. Hiện giờ cái mùa này là đương mùa lũ á nha, nước nó mới nhiều nè, mùa này mùa lũ về. Cái bích xù hả? Còn đây là chiếc của Nhiên nè, chiếc của Nhiên mới gắn thuộc bô vô lại. Để hồi Nhiên test thử coi chơi. Test đi, qua test đi quý, qua test với Nhiên nè. Tại chiếc này rộng. Xuống đây vậy, xuống đây. Chơi qua bò nhỏ mà. Ừ. Tính nữa cũng làm chiếc bự này mà chắc nhỏ hơn chiếc này, không bằng chiếc này, lắp nữa lắp chiếc khác. Chiếc này là toàn tự làm hết nha. Tự cắt giấy, mua gì can dán lại xong rồi composite đổ lên. Xuống chạy vậy đó cũng dằn công sơ sơ. Cũng có mấy cây công nè. Tại vì mình không có chạy tốc độ lắm cho nên cái gia cố không cần phải vững cứng. Vừa là chạy được rồi. Đây là cái chiếc của Nhiên nha, chiếc cano của Nhiên, tại vì ở trên này thì cũng gần chỗ của Nhiên nè. Nhưng nó mới gắn tục bô nhưng mà mới ghé lại thang là chưa im, tính chạy xuống Thái nhưng mà Thái nãy đi công chuyện rồi không có nhà,
thấy mấy chiếc kia nhỏ nhỏ chắc cũng không có chạy đâu. Chạy chứ kính cũng dòm mà chừng ghe xuồng ra cho bà con chứ đâu có dám chạy ẩu. Chiếc cano đó chạy mình lên thì nó không có sóng nhiều, mình chạy tốc độ cao còn chở 2-3 người nó khẩm chạy sóng lắm. Mình rút xa quá hơi nhích một tí xíu là nó lệch, mấy anh em coi cũng thông cảm nha. Cái đó là rút xa lắm mà. Đại quý nó làm cũng đơn giản vậy đó. Làm xa xa là... Tại vì cái máy nó, cái lực nó không có nhiều cho nên mình cũng không có cần gia cố cứng lắm. Nó là ngay giữa, ngay đường lát á. Máy thì có 3 người gửi thôi. Làm chơi mà. Thậm chí trong này còn cái giấy cô tông hay gì nè. Giấy cô tông rồi lắp cái nhựa composite bên ngoài. Còn lái này là mình lái bằng tay nha. Lái bằng tay. Đó, bằng tay mình mới lớn cái chân vịt mới lớn á. Chân vịt này cũng tắt máy á. Gió nước là gió. À, cũng ta tầm tắt máy á. Tại cái máy 3 người gửi mà. Rồi chạy cho đã đi. Còn cái chiếc chạy máy phát là cái hộp số cuối cùng kéo không nổi. Hộp số đó là ve được luôn, dừng ve. Nhưng mà cái nhông á, cái nhông là nó ra hai thành cũng như trên máy hai tua, ở dưới một tua là cái chân vịt nhỏ ép luôn mà chạy không nổi luôn. Đó là chiếc cano của Nhiên chạy về. Chạy chơi. Chiều mát là chạy tới chạy lui chơi vậy đó. Đây cái máy phát nè, cuối cùng là chạy thẳng luôn rồi nè, anh em bỏ cái hộp số rồi. Như cái hộp số mình là thử nghiệm không có thành công. Chạy thẳng luôn cho là anh làm cho mà mấy đứa cháu nó chơi. Nhưng mà cái chiếc thấy vậy cho người lớn xuống cũng nó chịu nổi nha, không có chìm. Dễ chạy mà. Không sao. Con bùi xít nó lũng cũng dễ giá. Thương con cháu làm cho con cháu chạy chơi vậy đó. Thì tụi này mấy đứa này cũng biết lỗi trơn nha mấy anh em. Dân miền sông nước mà nó lỗi hay lắm. Thì cái gì đi 2-3 người phải ghe, tại chiếc này hơi lớn hơn. Đi ngang lớn. Đúng rồi. Chiếc này của Lưng. Đây để quay sơ sơ cái hầm này dỡ lên được không hả Lưng? Để dỡ hơi lên cho thấy cái mặt cái máy ra làm sao không cái nha. Rồi xăng gì chạy còn ý thính nữa ta. Đây là cục máy của cái chiếc Attila nè, mấy anh em Attila 125 nè. Đó, lưng nó lắp vậy đó. Phía bên đó là cái chìa khóa nha. Đây là cái bình đề. Coi như chạy thẳng. Chạy thẳng luôn. Còn cái chân vịt là mấy tấc lưng. Tấc 6 chạy nổi đó hả? Vậy là cũng mạnh quá chứ. Tính là tấc 6 không à, tấc 8 đó là tôi nghĩ là mài nhỏ là dư lắm đó, còn cỡ một tấc hoặc là dài 7-8 phân gì á. Vậy là chạy cũng êm mà cũng mạnh á. Tại vì cái máy này dòng tua cao lắm mà. Mình bỏ qua hộp số chân rồi mình đi thẳng rồi nè. Cục Attila đó mấy nè, cục máy Attila. Còn trên Nhiên chứ gọi còn cái cục máy mà chưa chế kìa, cái cục máy mà hôm rồi cắt gắn cái đuôi cano này nè. Cái cục máy nô. Cái chiếc Novo. Nhưng mà cái Novo hình như cái nó có Novo hình như cũng 125 hay gì mà phải không? 115 hả? Cái chiếc này cũng Lưng tự làm.
Làm coi như là cũng hai vợ chồng với hai đứa con ngồi được nha, chạy tà 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 gì đó là được, không có chìm, không có sợ chìm, cái gì cũng rộng. Để chỉnh sửa lại chút đỉnh vậy ha, chào mọi người ha. Trong nước hiện thời cái xứ Phong Điền Cần Thơ mình mùa nước lũ nó cũng đang lên lại rồi, nhưng mà chưa có đỉnh điểm lắm. Tất cả ha, chúc sức khỏe vui vẻ nha, hạnh phúc phát tài nha, mai mốt mua cano xịn á. Còn ai muốn vui thì chế chát chơi cho vui, còn mua cano xịn về chạy rồi cũng không có gì đâu vui, tại vì đồ đó nó không có hư rồi đâu có sửa đâu mà vui. Còn mình đồ mình chế mình sửa tới sửa lui nó vui lắm. Đó là chiếc 115 đó nha, chiếc mà mấy bữa trước mình có quay á, chiều mát chạy đi chơi, chiều mát là chạy đi chơi vậy đó. Đây là chiếc mô tô nước nè, buổi chiều mấy anh em chạy đi chơi nè. Chiếc này cũng ở gần luôn nha, không phải cái chiếc Jetski 1400 nha mấy anh em, chiếc này ở gần. Chiếc này ở gần nhưng mà mình cũng chưa có đến cái chiếc này để biết tìm hiểu coi cái chiếc này nó là Jetski mấy. Chiều mát chạy chơi vậy đó. Rồi cho mấy anh em xem chơi chút xíu ha, cái cảnh sông nước miệt vườn của mình là vậy đó. Rồi cũng chúc mấy anh em vui vẻ nha, phát tài, mỗi người mua vài chiếc mà cano hoặc là mô tô nước rồi chạy chơi nha.